hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ở đây có những cái đồng tiền nó mới nổi lên, ví dụ trong cái rổ của IMF công nhận SDA đó là ngoài cái đồng đô la Mỹ còn có đồng bảng Anh, đồng Yên Nhật. Như vậy thì nếu như có hơi cái nghi ngờ về đồng tiền Trung Quốc, hồi nãy giờ CEO chưa nói cái vấn đề này, thì nó vẫn có một cái dao động nào đó và có một sự kiểm soát nào đó, tức là chúng ta phải phân định rõ ràng là cái rủi ro nó nằm ở cái điểm nào ở trong cái bản đồ xuất khẩu của chúng ta. CEO phải chỉ ra cái rủi ro nằm đó, và trong cái bảo hiểm đó chúng tôi cũng rất đồng ý, mà đồng ý nếu như CEO chứng minh rằng là mình có hiệu quả, kể cả là trong trước mắt bị lỗ chúng tôi cũng chấp nhận, nhưng mà trong dài hạn là chúng ta chiếm lĩnh được thị trường, phải không? Vì xây dựng một cái thị trường rất khó. Thứ hai là tại sao mình không áp dụng một cái phương thức mà không có tốn chi phí, đó là đa dạng hóa đồng tiền bằng cách là mình thương lượng đàm phán với người ta, mình chủ động giành cái quyền. Tôi thấy là như này, như là chị đang ngại việc ấy. Như là đang ngại việc ấy, tại vì là cứ muốn bỏ tiền hết ra là giải quyết một cái là cho nó xong. Không. Chúng ta vấn đề ở đây là chúng tôi ví dụ như tôi đồng ý với ý kiến của anh Dũng là nếu mà chúng ta có lập một cái nhóm, không có phải là tốn quá tốn kém gì cả, thậm chí một hai chuyên gia để chúng ta chuyên viên để chúng ta phân tích cái vấn đề tỷ giá này, thì chúng ta hoàn toàn còn có thể xác định được cho thang bảng điểm là những cái lô hàng nào xuất đi đâu, rủi ro bao nhiêu, điểm của nó như thế nào, nếu nó xảy ra thì phương án đối ứng như thế nào. Chúng ta hoàn toàn có một cái nhóm để làm được cái việc đó, và cái nào mua, cái nào không mua, thậm chí những cái nào thì chúng ta sẽ chỉ mua cho đối tượng nào thôi, xuất đi trong phạm vi nào thôi, đúng không? Và cho những cái thời hạn như thế nào thôi thì mới mua bảo hiểm. Chúng ta phải có định lượng để có thể đánh giá được cái mức độ xảy ra rủi ro do của nó là bao nhiêu phần. Tức là anh đồng ý quan điểm với tôi rằng có mua bảo hiểm đúng không ạ? Nhưng mua cho lô hàng nào, chứ không phải bác hẳn hoàn toàn quan điểm của tôi. Có mua nhưng mà trong trường hợp nào? Vậy thì như này này, khi lúc nãy các anh, cả hai anh đưa ra một quan điểm rằng là chỉ dùng đa đồng tiền để thanh toán. Và bây giờ thì tôi vừa nghe cả hai anh đều nói rằng nhất trí quan điểm với tôi về việc là sẽ mua bảo hiểm. Hồi nãy giờ tôi cũng vẫn nhắc tới là CEO chưa cho biết rõ là chúng ta xuất hàng sang thị trường nào và chúng ta cầm cái đồng tiền nào mà chúng ta sợ rủi ro dữ vậy. Tôi đồng ý với ý kiến của cổ đông vừa rồi, chúng ta dường như ngại việc á, chúng ta không có tạo ra một cái thế đứng mới. Chúng ta nè, mặc dù là một SME nhỏ nhưng chúng ta đã có được thị trường nước ngoài chấp nhận. Bao nhiêu năm qua chúng ta có được những hợp đồng khá đều đặn, chúng ta đã được là chấp nhận về chất lượng, về uy tín. Tất cả chúng ta đều đang tốt hết. Có điều chúng ta sợ nhất là sợ cái đồng tiền mà thu về đó là nó giảm giá. Là cho nên là mình có hai cái cách tôi trình bày là có những cái cách thức nào ngoài cái vấn đề. Tại vì nãy giờ CEO vẫn chưa chấp nhận cái phương thức là đa dạng hóa, là mình lấy một cái đồng tiền khác mà cái đồng tiền đó nó đang ổn định. Đó, cho nên là cái vấn đề đặt ra cái rủi ro nó nằm ở chỗ nào CEO chưa chứng minh được. Và cái định lượng cho cái rủi ro, cái thực sự lỗ lã đó nó bao nhiêu, chưa có định lượng được, kể cả cái hợp đồng gần đây. Cái thứ hai là có cái cách nào khác hay không? Có cái cách khác thì tôi gợi ý như thế đó, chứ không phải là chúng tôi bác bỏ cái phương án về vấn đề bảo hiểm. Chúng tôi muốn ngồi với chị ở đây. Cái bảo hiểm nó là một phát minh rất là hay rồi. Thế nhưng mà chúng ta phải có một cái cách nào khác, tại vì chúng ta phải đứng ở cái thời điểm hiện tại, định vị chúng ta đang ở đâu và chúng ta đang cần cắt giảm chi phí. Để chúng ta tập trung vào để nghiên cứu, để sáng tạo, để tạo ra những cái sự khác biệt hóa trong cái giai đoạn này của chúng ta đang cần cắt giảm chi phí, và chúng tôi chưa đồng ý, tại vì phương án mua bảo hiểm của chị nó sẽ làm tăng chi phí lên. Đề cử chị là CEO và chúng tôi muốn có nhiều phương án hơn nữa. Chúng tôi muốn là trong quá trình kinh doanh, kể cả quản trị rủi ro, chúng ta có nhiều hơn một phương án để mà chọn lựa, để mà so sánh, và nó bằng những cái con số cụ thể. Cái việc nhập khẩu của mình á, một lần nữa là tôi thấy rằng chúng ta đang lệ thuộc quá nhiều trong những tháng cuối năm và đầu năm này. Những hiệp ước, những FTA thế hệ mới đã mở ra. Tại sao chúng ta không tận dụng những cái thế mạnh của các cái thị trường trong khối này? Chúng ta đang mua nguyên liệu ở đâu? CEO trình bày tỷ lệ, tỷ trọng là bao nhiêu mà lệ thuộc dữ vậy? Chúng ta có thể chuyển sang một cái thị trường khác ở các nước trong khối TPP hay không? Được thuế suất bằng không? Thậm chí chúng ta mua trong nước, ngay cả các nhà đầu tư Trung Quốc. Cách đây 5-7 năm họ đã chuyển cái nhà máy sản xuất nguyên liệu từ Trung Quốc sang Việt Nam rồi. Có thể họ đứng danh của một số cái người Việt Nam. Nhưng mà nguyên liệu chúng ta đang lệ thuộc. Cho nên một lần nữa tôi cảm thấy rằng CEO chúng ta không có một cái tư duy mới, một cái chiến lược mới trong một cái thời kỳ mới. Cho nên là chúng tôi thì có lẽ là CEO cũng nên cập nhật cái thông tin mới để hiểu những cái vấn đề chúng ta đang nói, là mình phải có một cái tư duy mới. Và cái việc mà như anh cổ đông cũng chia sẻ là nếu như chúng ta không đủ năng lực để nghiên cứu thì chúng ta có thể thuê một nhóm chuyên gia. Tôi cảm nhận rằng CEO đang theo cái lối mòn cũ và điều này chúng tôi không chấp nhận. Tôi nghĩ rằng là hiện nay chúng ta đang bàn hoàn toàn đi đến cái con đường mới. Nếu như theo lối mòn cũ có nghĩa là từ trước đến nay chúng ta đâu có mua bảo hiểm về rủi ro, đúng không ạ? Và tôi nói với anh rằng là khi anh bảo rằng là nhập nguyên vật liệu trong nước hoặc là khối PP, tôi đồng ý quan điểm đấy, bởi vì để chúng ta được hưởng cái ưu đãi về thuế suất, đúng không ạ? Hiện nay từ trước đến nay chúng ta đều hầu hết
nguyên vật liệu của chúng ta mua ở Trung Quốc. Và Trung Quốc thì không phải là thành viên trong TPP. Bây giờ chúng ta sẽ phải mua ở Việt Nam. Như anh nói, rất mừng rằng là có một cái doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam và đang sản xuất ra cái nguyên liệu của chúng ta có thể mua trong nước. Nhưng anh hiểu được rằng là cái nguyên liệu của các ngành nó không đầy đủ được, kể cả nguyên liệu phụ cũng như các phụ liệu khác để sản xuất ra một sản phẩm. Anh có thể có nguyên liệu chính nhưng mà các phụ liệu khác anh vẫn phải nhập khẩu. Khi đã hội nhập thì chắc chắn rằng chúng ta phải đối diện với cái vấn đề về biến động của tỷ giá. Điều đấy là khẳng định. Tôi rất là chia sẻ, nhưng vấn đề chúng tôi đang thắc mắc là chúng tôi không rõ ràng về cái bức tranh và kể cả cái định lượng tài chính. Là CEO chưa ra đưa ra được. CEO toàn là nói về định tính không mà CEO không đưa ra được những cái con số, đưa ra những cái dẫn chứng, và ngay cả cái chia sẻ vừa rồi của CEO á, là chúng ta nói là chúng ta lệ thuộc vào nguyên rồi phụ liệu. Nhưng mà CEO đã có thể trả lời ngay cho chúng tôi biết là trong 12 nước, 11 nước khác này nè, nước nào sản xuất được cái hộp nút, nước nào sản xuất được cổng chỉ chưa? Và CEO đã cho tôi một cái kết luận rằng là các nước này không có nước nào sản xuất hết. Thì chúng tôi mới chấp nhận cái phương án đó. Và ngay cả trong nước nhiều khi CEO cũng chưa cập nhật được là những nhà máy nào đã, đang và sẽ thành lập tiếp. Tức là CEO chưa thay đổi tư duy, chưa thay đổi cách làm. Đồng ý với CEO là có bảo hiểm bằng là nghiệp vụ phái sinh. Nhưng mà tại sao chứ? Bây giờ trước khi chúng ta bảo hiểm thì chúng ta tự mình lo cho mình trước, ở chỗ là mình chuyển đổi thị trường. Nguyên liệu mình cũng mua nơi khác rẻ hơn, thuế suất thấp hơn, bán thì mình cũng bán cái nơi khác được giá hơn, mà là đồng tiền thu về nó ổn định. Tôi không nghĩ rằng khi mà anh mở rộng thị trường mà anh lại dễ dàng để tìm được cái đối tác của anh, trong khi đó anh đã có một cái lượng khách hàng nhất định và đồng thời anh đang muốn mở thêm, chứ anh không thể đổi. CEO đang nói theo cái lối cũ. Tôi nói bây giờ thí dụ CEO xin phép chúng tôi là xin một tuần sau hay một tháng sau để trình bày tiếp sau khi nghiên cứu. CEO không có đưa ra cái giải pháp là thay đổi theo cái cách mà là chúng tôi sẽ nghiên cứu, sẽ thuê chuyên gia và sẽ tính thử những cái chi phí như thế nào. CEO vẫn đang nói theo cái cách là cái lối cũ nó đang diễn ra như vậy và chúng ta đành phải bảo hiểm, bởi vì nghe ngóng là tỷ giá nó thay đổi thôi. Nhưng nãy giờ chúng tôi cũng đã có rồi, tỷ giá nó cũng có cái thay đổi, mà thay đổi ở mức độ nào? Có nghĩa là các cổ đông đang nghĩ rằng là mình có thể thử và trong một khoảng thời gian nhất định để thử với một cái phương án này, đúng không ạ? Phải là thử mà CEO nghiên cứu thực tế, chỉ là thuê tư vấn, chưa có phải chính thức thuê hợp đồng, để cho CEO có một cái bản giải trình cho chúng tôi. Những câu hỏi của chúng tôi CEO phải trả lời đầy đủ. Chắc chắn rằng là chúng ta không thể chuyển đổi thị phần thị trường, không thể chuyển đổi được nhà nhập khẩu. Đó thì CEO phải chứng minh được điều đó cho chúng tôi thấy. Bản thân tôi là một người điều hành và tôi cũng nhắc lại rằng tôi cũng là một cổ đông, đúng không ạ? Không thể nói rằng là tôi không nghiên cứu mà tôi lại mời các anh đến đây một buổi họp. Tôi đã nghiên cứu và tôi thấy được rằng là cái yếu tố mua bảo hiểm an toàn hơn và chi phí có thể còn rẻ hơn với cả chi phí khi các anh nói rằng thiết lập một cái nhóm chuyên gia, thuê chuyên gia. Bởi vì tôi cảm thấy không an toàn khi bản thân mình không chủ động được. Bản thân các anh cũng không thể thẩm định được năng lực của chuyên gia. Có hai cái lý do không thuyết phục được. Một là mở phòng nghiên cứu thì tốn phí. Cái thứ hai là không làm thì tốn phí và không an toàn luôn. Thì bây giờ tôi bác bỏ lại hai cái này. Một là phí CEO chưa định lượng được là tốn bao nhiêu dữ vậy. Chúng tôi ước đoán rằng cái chi phí đó nó rất là nhỏ trong những cái lô hàng mà xuất khẩu rất là lớn của chúng ta. Và xét về mặt là dài hạn thì có thể tạm thời chúng tôi chấp nhận đầu tư thêm và lỗ nữa. Thì không cần nhất thiết là lô hàng nào chúng ta cũng phải có lãi hết. Cái thứ hai á là CEO đang có một cái vấn đề là không tính được tốn cái phí cho cái vấn đề đó, mà không thể là giảm cái phí đó từ cái việc mà là đa dạng hóa đồng tiền thanh toán và bằng cách thương lượng, đàm phán, bằng cách nói chuyện, bằng cách là nếu như thực sự hàng của chúng ta có chỗ đứng thì chúng ta đe dọa là không cung cấp hàng cho họ, họ cũng phải thay đổi. Nhưng mà CEO bây giờ bác bỏ lại đi, thì CEO đã từng làm chuyện đó chưa? Và khi CEO nói ra hay là chuyên viên cái đội ngũ cấp dưới của CEO đi nói chuyện với đối tác thì họ là bất mãn và họ đe dọa là họ sẽ không nhận hàng của chúng ta nữa. Chúng tôi chưa có thông tin đó, rằng chúng ta sẽ mất thị phần khi chúng ta không cung cấp cho nơi đó. Anh chia sẻ cái quan điểm đấy thì tôi đang thấy rất là mâu thuẫn. Lúc đầu thì chúng ta đang là một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và chúng ta cũng chưa có một cái thị phần nhất định lớn để chúng ta có thể áp đảo được. Vậy thì bây giờ lại đưa ra một cái quan điểm nữa rằng là chúng ta phải gây áp lực đối với cả nhà nhập hàng của chúng ta. Nếu như thế này chúng ta cứ đi quanh mà không đi đến một cái kết luận nào cả. Và có lẽ là khi mà không đồng nhất với quan điểm của CEO thì hai cổ đông tôi sẽ xin phép rằng là mời ý kiến. Tôi sẽ đi gặp chuyên gia để xin ý kiến của chuyên gia. Tất nhiên rồi thì CEO có thể là nhờ tham vấn của các chuyên gia chuyên nghiên môn vấn đề này. Nhưng mà tôi trình bày cho CEO biết là chúng tôi chưa rõ ràng về vấn đề rủi ro nó nằm ở đâu. Và những cái cách thức CEO nãy giờ vẫn không có cái lý do để thuyết phục chúng tôi. CEO nói rằng là tốn phí cho mở phòng chuyên gia, nhưng ngược lại CEO lại làm tốn phí từ cái việc là phí mua bảo hiểm từ tỷ giá. Tôi đó, bây giờ mình phải định lượng được cái vấn đề đó. Cái vấn đề đó là tôi nói vẫn có cái rủi ro trong cái vấn đề đó, là cái lượng tiền mà chúng ta thu về bằng cái nghiệp vụ phòng chống rủi ro đó
khi mà tỷ giá nó lên thì chúng ta lại có lợi. Vâng, như quý vị đã thấy, chưa vấp, chưa ngã thì chưa đau. Có thể Trường Phong chưa trải qua những biến động khôn lường của tỷ giá. Chính vì thế mà cả cổ đông lẫn CEO đều không thuyết phục được nhau. Và chắc chắn là trong chương trình tuần sau, chúng tôi buộc phải nhờ tới sự trợ giúp của các chuyên gia. Và chúng tôi cũng sẽ để cho quý vị phải đợi một tuần nữa. Nhưng trong một tuần đấy thì quý vị hoàn toàn có thể gửi những ý kiến đóng góp của chính mình thông qua địa chỉ của chương trình www.facebook.com/CEO-thanhcong-SME. Rủi ro tỷ giá. Tôi vừa thôi đảm nhiệm vị trí CEO ở công ty Minh Việt rồi. Sao thế? Có phải vì vụ lỗ 20 tỷ đồng do tỷ giá không? Dò dẫm tìm đường. Bên bà đã mua bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho các lô hàng xuất nhập khẩu chưa? Bên tôi mua rồi ông ạ. Đợt vừa rồi mà chưa mua là đi rồi. Thế bên ông mua chưa? Bọn tôi cũng đang tính toán. Nhưng tôi hơi băn khoăn vì thấy chi phí không hề nhỏ. Không chung tiếng nói. Tốt nhất là đa dạng hóa đồng tiền thanh toán. An toàn mà không mất thêm tiền. Cái gì cũng có giá của nó cả. Mua bảo hiểm, an toàn tuyệt đối. Đa dạng hóa đồng tiền thanh toán, vẫn còn rủi ro. Kinh doanh đi liền với rủi ro. Muốn an toàn, tốt nhất đừng kinh doanh. Đón xem chương trình với chủ đề Tài chính thời TPV, rủi ro tỷ giá phần 2 vào lúc 10 giờ chủ nhật trên VTV1. Và để có thể xem lại chương trình, hãy truy cập vào địa chỉ quen thuộc www.chiaokhoathanhcong.vtv.vn hoặc thông qua COTV Next trên YouTube. Để trở thành người chơi của chương trình, hãy nhanh chóng gửi bản đăng ký về cktc.hgvn@gmail.com. Và chương trình Chìa Khóa Thành Công CEO do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Tổ hợp Truyền thông Hoàng gia thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Truyền thông Hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.